Đây nhà đại gia trứng nha các bạn. Đây là chim. Quay công nữa. Trứng to, trứng nhỏ. Đại gia trứng con tôm này các bạn ơi. Ngày 20 vạn quả, à ngày 2 vạn quả. 20.000 quả. Đúng. Trứng to, trứng nhỏ. 20.000 quả đấy. Đã chưa? Ai có nhu cầu mua trứng thì liên hệ. Ai có nhu cầu mua trứng liên hệ. Trứng to, trứng nhỏ. Và đặc biệt là đây là có quả này, quả thì siêu nhỏ này, quả trứng mini này, quả thì rất là to. Đây là mới lấy về. Đây nhỏ đúng không? Đây là mới lấy về chưa nhặt ra. Đang nhặt. Mấy quả nó bị vỡ hay sao cô? À. Làm bánh xèo hả cô? Nhưng mà cái giá của nó rẻ hơn.